đi quay cái chòi của nhỏ đó, nó ở dưới mé sông á, thì ngồi trong nhà dưới chán lợn, nó kể nó nói là họ được cái hình Phật gì đó, tám tấm hình đó mà tám người nha, tám bà Phật. Rồi giờ chị có đem đến nó xem thử không? Có, nó kêu tôi đi. Dạ, đến đó thấy thế nào chị? Nói con mò hến á, con mò đâu mấy bữa rồi, con mò đằng cái trục đá chỗ gần cái cầu nhà sư á, thì cái đầu nó trao vô trong cái tay con. Ừ. Cái con mới cầm lên, con tưởng cái miếng kiến, và thầu cái bà Phật nguyên tấm hình Phật luôn. Yeah. Thì cái con mới giục ra ngoài sông, chẻm ra ngoài sông. Yeah. Chẻm mà nó tưởng nó trao luôn rồi, ai hờ đâu có, bữa sau nó xuống nó mò nữa, cái nó trao vô trong cái tay nó nữa. Trao vô nữa, cái nó dở lên nữa, cái nó nói trời ơi, tấm hình này bữa hổm chẻm ra ngoài sông, nhưng bữa nay nó trao vô đây. Tôi nói gì nè, trời ơi sao mà không biết nữa. Vậy cái tôi hỏi mày mấy lần vậy, nó nói 7 lần như vậy, con muốn mò bả lên luôn. Trời, dẫn vô tay hoài, cái nó nói là dục 6 lần. Cái lần 7 lần nó nữa, cái nó để dưới mé sông, nó không có đem bả lên. Dạ. Nó không đem bả lên, cái tối là nó ngủ, cái nó là nó nào nó ngủ, nó không có đem lên, nó ngủ. Nó ngủ cái đầu bả mới kêu nó, bả nói gì nè. Tao ở với mày, mày dán mày đem lên đi, mày thờ tao đi, tao độ mày. Dạ. Tao độ mày trúng số. Dạ. Nó nói gì đó, rồi cái nó nói đâu để xuống coi còn không, hay là nó trao nữa rồi. Thì nó xuống, cái xuống thì nó nói nó không biết nó dục ở đâu nữa. Rồi tự nhiên nó xuống, cái đầu nó chèo xuống, cái nó giói tay nó mò quờ quờ dính bả đem lên. Dạ, màu nhiệm quá hen. Ờ. Dạ, vậy thì cái nó rửa. Nó trà, nó lấy nước trà nó rửa. Ừ. À, rồi như vậy thì nó có đúng với sự thật là như thế không, mà chị dẫn miếng đệ đi rồi đó hen. Ờ thì tôi nói ngay bữa đó, nó cũng kêu tôi là Đẳng, Út không tin con, Út là Đẳng, Út coi đi. Dạ, Út dạ, coi cái miếng đó đi. Cô dẫn lại cho mấy thằng con để biết cái chỗ cái hình Phật đó cho hình bà Phật con đó cứu được. Ừ, rồi không biết. Không biết bữa nay nó đi, nó mình cũng không biết, thấy cái vỏ nó mắc rồi đi kìa. Dạ. Vì mà mấy thì, nó... sau khi mà lụm lên như vậy đó, chơi với chị rồi mình cảm thấy là nó có đúng với sự thật gì không, có độ cho chị nó xuống số của bà con cô bác nó kể cho tôi nghe gì nè, nó mò lên rồi phải không, cái tối lợi cái bả mới nói nè mày khổ quá, tao cho mày 500 ngàn. Ừ. Cái nó nói hầu đó giờ đó là nó khổ rồi, nó hầu đó giờ nó không có quýnh số, từng quýnh số gì trơn á, cái nó mới lợi đằng cái xóm đằng chùa đằng đó. Nó nói cho mấy người kia nghe, nó nói nó mò lên được bà Phật gì đó, rồi cái tối là bác cho nó 500 ngàn. Rồi nó nói bà ơi, con nói với người ta quýnh số rồi chúng tùm lum hết trơn, mà mấy bả đồn con quá trời đồn, bây giờ con nghĩ nói vậy. Vậy cái bà Phật này nè, bả mới nó nói nó nằm bao nữa, nó thấy bà Phật này nè cho nó tấm giấy số. Nó nói nè tao cho mày trúng tấm giấy số đi, đặng mày kiếm chỗ mày cắt nhà chứ mày đừng có ở đây nước nó trôi. Nó kể mình nghe vậy đó, rồi nó nói bả con nói nước nó trôi nó cuộn mày đi. Rồi tôi hỏi ra, tôi báo trước là nước năm nay sẽ lớn luôn nghe, lớn luôn. Rồi cái đầu nó tôi muốn hỏi rồi mày có thấy số gì không, mình muốn hỏi nó như cái tấm vé số đó, mày có thấy cái đuôi số gì không. Nó nói không, nghĩ gì con không có quan tâm tới số, con không quan tâm tới số. Dạ, vậy là bữa đó chị nhớ là chúng có mấy không, 39 gì đó, 2279 gì, nó kể tôi có dây có nhở hết trơn, tôi cũng không biết nữa. Dạ. Ừ. Từ lúc mà vớt thằng Phật tới giờ thấy bà con của bác mình đây là nó im không chị? Nó nói với tôi á, là tôi cũng nói nó, tôi khuyên nó, tôi nói con à, con có thấy gì con nói, con cũng nói nhỏ nhỏ thôi. Con đừng có đi nói quá, nói người ta đồn ra tùm lum hết trơn. Nó nói mổ một lần mà ai mà đi lỡ á là mấy bà ở xóm chùa đang chạy lỡ nhóc hết trơn. Ừ. Nó sợ với thằng nó sợ chồng nó đi kiếm nó. Mỗi lần nó sợ chồng nó kỳ nó ha. Ừ, nó sợ chồng nó kiếm với chị, nó kiếm quýnh nó. Rồi sợ bà con ở đây là. Rồi nó im ru à. Ừ, rồi nó ngay mấy bà này. Dạ chào mấy bà này mà gặp mấy chú vậy chắc mấy bà chạy lên đen rủi hết trơn à. Tại mình đi tắt đường này phải mình đi đường kia, nãy giờ đen rủi hết đó. Đi xuống đây nè nghe, đi qua đó đi không được đâu nghe. Dạ dạ. Đừng nói nữa, để cho anh quay. Thấy không? Hay là đậu xe đó chứ chẳng phải chạy xe đi là bỏ xe ở đây ra. Được không? Không đâu. Kia nó chạy được. Mưa đó nghe. Vì ở đây cũng năm mấy rồi mà nó không có ở đây. Nó trốn ở trên cái mấy cái hàng bạch đằng trên đó đó. Nhưng mà mình đi mình cũng gặp
vậy đó, nhưng mà nó không có kể cho mình nghe. Rồi tới bữa đó nó lợi nhà mình, tự nhiên nó kể mình nghe. Dạ. Đi ngang đi qua đi lợn, nó kêu hoài hả, nó làm quen với mình, mình không biết nó là ở đây. Rồi cái nó mới nói cái nó đi qua cho lợn sau hè đó, cái nó kêu út út, chắc nó nghe người ta kêu nó mới biết mình út. Nó kêu nó mới nói chuyện với mình, mà bữa đó nó làm nó thường thực cho mình là lâu dữ lắm. Mình mới hỏi, ý mình mới hỏi nó vậy nè, mình mới hỏi nó mày ngủ ở chỗ đây người ta chết dữ lắm, mà mày ngủ là mày có thấy cái gì không, cái nó mới kể cho mình nghe luôn. Chứ không phải tương thông mà nó kể mình nghe. Ở đây là người ta chết dữ lắm hả con? Trời ơi, người ta chết dữ lắm luôn. Chết gì sao con, là nhảy xong này tự tử hay là cái thằng đó nó hai mấy tuổi nó nhảy xong nó tự tử, nó chết hầu năm rồi. Còn như ở đây chết là chết nước, chết này chết kia. Ở trên núi xuống chết không à? Trên núi hả? Ừ. Tự dặn hay gì con? Thì nhảy xuống cầu chết á. À mình đến rồi hen. Tới rồi đó, tới cái chòi đó thì bữa nay không biết đi đâu đây nè. Yeah. Chắc đi cũng chiều về chứ không có ấy đâu, đồ phơ nhóc luôn kìa. Tội nghiệp lắm, nó nói gì út con không có cho người ta quay con đâu, quay chồng con kiếm được nó quýnh được chết. Với mấy chị con quýnh nhiều lắm. Đây nè kìa cái tấm hình kìa trên nhà. Đó. Ờ đó tấm hình gì. Mà tôi nói không ai tin hết trơn á, người ta nói thật gì mà tới 8 người dữ hả? Ừ đó coi đi. Chứ bữa đó nó cũng kêu tôi lỡ cơ, út coi đi cho con mà. Chị vô trong luôn, đến nhà luôn đi. Lại trèo lên nhà. Không chiều có về. Có cầu thang. Nè. Ta mua cho không nè, bữa hổm bà chị có mua mì nè, mua gạo nè, dầu ăn nè, có cho đủ thứ hết trơn nè. Nó xuống nó cũng bưng cho tôi coi gì nè. Mà gió nó ở sao nó miếng kiến này nè mà ăn mẻ không biết phải làm bể rồi. Cũng như dục chém. Chém được không con? Được, có sao đâu. Nè, ừ. Bữa nay cho con thỉnh cho mấy chú này quay cái ba bà. Cho bà cho coi coi. Tám bà tôi đếm. Nó nói tám bà tôi đâu tin. Tôi nói miếng gì mà tới tám bà gì trời. Nè. Nó. Nè. Nó. Bữa nay thỉnh nè bà. Ừ, chứ theo chú nghĩ đi. Theo mà chém vậy là kìa dòng sông kìa, ông thấy không? Nước chảy cuồn cuộn nghe. Ừ, bởi vì nó nói út không tin, út lợ đẳng đi con đưa cái tấm nó cho út coi, con chẻm ra ngoài sông đó. Cô kể lại cái câu chuyện mà cái tấm hình này lại cho cô chú được biết rõ rồi cô. Chị nó mò ở đâu có bị mò chụp rồi xong rồi. Kìa nó mò đây nè. Ừ, nó mò đằng đó đó. Mò đằng chân cầu phải không? Không có chân cầu đâu, nó mò chân cầu đi xuống chút. Đúng. Thì tại sao chị mò được, có nghĩa là công việc hàng ngày của chị là đi nó mò hến. Mò hến nghe. Mò hến ốc ở đây nè, theo đây nè. Mà tôi biết sao tôi hỏi nó không? Tại vì tôi thấy ở đây người ta chết quá. Như tôi nói cho nó nghe, đặng mồ mốt nó có nít. Lỡ có cái gì nó lôi kéo tội nghiệp nó. Nó này kia, tại đây ta chết nhiều lắm. Cái tôi đón nó, đặng tôi hỏi nó gì chứ cưng. Mày ngủ đặng mày có thấy cái gì không? Nó nói có. Con có thấy mà để con kể út nghe cái vụ cái bà Phật này cho coi, con mò được bà Phật cái đặng á. Cái nó ngồi tự nó kể luôn. Nó kể cho mình nghe luôn vậy đó. Nó kể cho mình nghe, nói là nó chẻm ra là 7 lần như vậy đó. Mà sao mà cái bà Phật bà cứ trao vô nó hoài vậy nè. Nhiều bữa đó mình không có tin đâu. Mình nói sao bà Phật, tôi nói với ông này, tôi nói chờ sao nó nói mà nó chẻm ra ngoài xong. Mà ông này cũng nói nếu mà chẻm rồi xong là nó trao mất tiêu rồi. Nó đâu có còn mà nó trao vô trở lại nữa. Bởi vậy ha. Rồi cái mình nói vậy, cái nó kể mình nghe, nó nói là nó nằm trên bao, nó thấy. Nó nói như là mày tao ở với mày, tao không ở với ai đâu, mày đem tao lên đi, mày thờ tao đi. Tao độ cho mày bằng ăn đó. Nhưng mà tôi nói với chú nghe nè, giờ thí dụ như vậy đó là không, thế là chẻm như vậy là không bao giờ mò được lần nữa. Dạ đúng rồi, đúng không? Mà sao nó xuống nó mò lên được lần nữa, rồi nó chùi rửa, nó mới chùi rửa mà chỉ luyện ra là tới 7 lần như vậy. Nó nói 7 lần như vậy đó. Nhưng mà 7 lần như vậy mà chị vẫn coi vẫn vô tay. Nó nói trao vô tay nó hoài luôn. Rồi tôi nói nó gì, tôi nói mày nói gì sao tao không có tin nghe, tao sợ mà nó dốc quá. Nói thiệt chứ con thì đó giờ con không ấy đâu, mà như gì là con đâu có biết đâu, muốn đem lên con thờ. Muốn xác minh đó sự thật thì chị cứ việc đem xuống nhúng nước thử nó chìm hay không là mình biết liền. Rồi mời chị xuống thỉnh bả trời, thỉnh đàng hoàng nghe chứ. Tôi thấy mấy người kia nói bả
linh lắm đó chị. Ừ, thì các bà cũng như thỉnh bà cho tôi ngâm coi coi bà nổi hay bà chìm ha. Mình đem xuống dưới thử coi. Dạ rồi. Mình cũng tin. Dạ rồi. Bề sau có gì không chị? Bề mặt sau có gì? Nè có nè. Bà nó nói nó đóng vòng nha. Đâu đâu chị dựng đứng cái mặt sau lên cho em coi, bề mặt sau rõ cho em rõ cho chị cầm cho em coi. Giống cái bông sen quá ha ta. Dạ, giống hình bông sen chị cầm đứng lại bình thường cho em quay cho bà con được biết ha. Rồi tỉnh bà xuống đi, mình cứ việc để bình thường nó chìm rồi mình sẽ cũng như bữa nay có người ta lại thì chờ thì thôi tỉnh bà xuống, để bà xuống dưới nước lại coi. Coi bà có chìm hay là bà nổi gì không. Bà con ta thức tỉnh tu ha, chìm này ha. Có sao không trời, mình cầm gì mình làm gì có sao. Chứ tôi nghe bình thường ta mấy hôm dài tôi người ta nói lén cho tôi nghe. Dạ dạ. Bây giờ chị nói cái gì cái màu nhiệm của bà đây. Cái lần đầu á mà là vớt tấm hình này lên thì trước khi vớt rồi xong nó có cái màu nhiệm gì mà để cho cái chị này mà nói chung là có thấy cái màu nhiệm gì không á cô? Không, nó kể tôi nghe thì cũng màu tím vậy đó mà tôi không có nghi. Màu nhiệm là ý cô nói là có cái chuyện gì á thấy hay là cho màu hay là này trước phù hộ độ. Có nè. Mới vậy nó mới đem nó lên nó chùi rửa nó mới thờ bả nè. Cái phù hộ độ làm ăn được. Nói mày đem tao lên đi tao ở với mày chứ tao không có ở với ai hết trơn, tao ở với mày tao độ mày. Cho mày màn ăn có tiền đồ này kia gì đó. Đặng kiếm nơi kiếm chỗ. Vậy thì cái chị đó sẽ như là người thế nào cô? Chị đó bình thường cũng hiền lành này kia đồ hay. Cái này thấy nó cũng được mà mình không có lợi gần gũi nó mình không có biết nó làm sao nhưng mà thấy nó nói chuyện thấy cũng tội nghiệp rồi đó. Nó kể cái ca nó là mình thấy mình tội rồi đó. Chị tên là chị chị tên là chị đẹp đúng không? Thì cái tên thì mình không có biết thì tại nó mới lỡ nó ở đây còn tháng mấy hay tháng nay vậy chứ nó nói là nó ở theo bờ kinh nó ở núp với theo bờ kinh không à, nó có cái chiếc vỏ đậu ở đây nè vỏ nhỏ xíu à, mà nói chung ra giấy tờ thì mà chìm vỏ mắt hết rồi. Cô thỉnh cái tấm hình của bà mà để xuống nước thử coi có chìm không cô, coi thử coi để cho cũng như mình xin bả cái bữa nay mình lợi gì nè vì mình để dưới nước coi coi chứ tôi nghe nó nói chẻm gì tôi không mình không có dám không có dám coi thôi chú ơi. Nếu mà chẻm mà 7 lần gì mà là trao vô gì hoài mình không có biết làm sao nữa đó nghe. Bây giờ mình cứ việc nhúng nước cho bà con thử coi nó có chìm hay không chứ theo chồng tôi với tôi suy nghĩ hổng dài là tôi nói nếu mà chẻm ra là cái lòng sông nó sâu dữ lắm nước nó chảy lên trâu giờ nhúng nước coi nó chắc là nó sẽ chìm. Tao mình xuống mình nhúng nước coi bữa nay thỉnh bà cho bà xuống mà tắm bữa ra nha bà. Cái này tôi không biết à, cho bà con người ta quay cho người ta biết coi cái đó làm sao. Vậy tôi nói với ông chồng tôi nè, 8 người ông đâu tin. Ông nói một miếng bạc gì 8 người. Ai cũng không tin hết trơn á, mà tôi xuống tôi coi rồi. Mà thiệt điếm 8 bà thiệt nè. Bà hay là ông gì mình cũng không hiểu nữa. Vậy thì cái dòng sông này là cái chỗ mà cái chị nó nói là mình chẻm đó ha. Khúc đằng đó đó nó mò không khúc đằng đó đó. Khúc đó nước. Chỉ mò được là gần đây hả cô? Đây nè cái chỗ khúc đằng này nè, nó chỉ tôi khúc đằng này nè. Nước chảy xiết lắm mà chứ đâu phải là nó chẻm vậy. Chú nhìn đi, chú nhìn cái dòng sông đi. Chảy nước ngược nữa kìa. Kêu tôi xuống tôi mò tôi cũng không mò đâu. Cô để hình xuống cho. Tôi xuống tôi mò tôi cũng không mò đâu đó nghe. Cái chỗ này tôi sợ lắm tại tôi ở đây hoài tôi biết. Chỉ có việc để bình thường buông tay thôi là nó cô. Để sát không? Để đây ngang đừng đừng có lội ra ngoài cái trời. Mình nhúng nước không? Rồi, vậy là nó chìm đó quý vị ơi. Để coi nó có chìm. Chìm. Thấm nước mới chìm gì coi. Hả? Dạ. Chắc này thấm nước mới chìm á cưng ơi. Rồi. Chìm cưng ơi, chìm chao cưng ơi. Chìm nó hen. Chìm nghe, chìm chao. Ông mẹ chao thấm lội. Không được nghe chìm nha mày chìm nghe chợ chìm không đâu để lại con chìm đã nói chìm mà tao có ca tao mới mò nghe cái đó là không được nghe cô đừng buông tay ra nghe cô không được nghe chợ chìm rồi dạ tại một khi cái lực ném của mình đi nè nè chìm nghe chợ cái này chìm thiệt á chìm nghe chìm mà trao à rồi được rồi chìm như vậy mà trong khi đó mà cái chị chìm mà trao à nghe nó liễn liễn nó trao mà cũng lại tay của chị này nghe cả nhà. Đây là cái người hàng xóm mà chứng minh sự thật là trong một trăm luôn vậy, mấy em ở đây luôn đó. Bữa nay đem xuống giống nước bà. Còn con ở đây là cái màu nhiệm mà những người mà chết xong nhảy cầu được nhiều lắm đó con. Chết nước chết xong gì ô dữ lắm luôn. Là trên con sông này luôn hả con? Con sông này luôn cái cầu này luôn. Bình thường là trên núi là xuống là tự dẫn gì đó ha.
Ban đêm hay ban ngày này kia không? Ban đêm có. Gì chìm xuồng chìm ghe chết nhóc. Cũng dữ lắm. Có thằng biết sao, biết sao hỏi nó không? Có thằng đó nó nhảy bên cầu bển mà nó trôi xuống đây tại ông xã ông vớt. Ông xã ông vớt nó dưới dạ cầu dưới này chỗ cái cục đá đang đó thấy không? Chỗ cái lan can cầu đó. Bởi vì nó dắt chiều, dắt chưa chưa gì nè, mình đi ngang mình thấy nó mò mò gì nè, mà ốc ác mình nó nổi cũng gần chết luôn vậy đó. Vậy là chị đà, chị em đẹp đó hen. Hả? Chị đà, chị mò tấm hình này đó hen. Trời trời nó lằn mò mò lỡ ngay trăng luôn vậy, mình thấy mình ốc ác mình nổi. Chỗ này là động đất nhiều người. Chốt nhiều người lắm chú ơi, nhiều. Dĩ nhiên là cũng còn cái quan hồn. Không, nó nói với tôi là có bà già đó lợi kêu là đúng rồi đó. Tại bà già đó bả đi chùa năm nước lớn á. Cái bả mới qua cầu đặng đậu ghe bên đây đặng mà đi lên mình đi núi chùa. Vậy cái đầu chìm ghe, cái đầu hút vô bả chết. Bà già đó bả kêu ha. Bà già. Năm nước lên đó. Năm nước lớn á nha. Thì gần đây nhất là cái sự kiện gì chị nhớ còn nhớ không? Hả? Gần đây nhất là có cái án mạng gì không? Thì có cái gần đây nhất là có thằng đó nó nhảy cầu chết á. Là chính là chồng chị đi mò là mò là sình lên luôn ha. Mà mò nó chưa có sình á, bởi vì nó nhảy dắt ra chút 9 giờ tối. Rồi mấy cậu nó mới lại kêu ông này lỡ mò, nó chờ là chờ giờ này ông biểu tôi mình lên lỡ mò sao tôi mò được. Nó biết sao mà biết nó nhảy không, tại vì lúc đó nó nhảy là nó phải điện thoại gì cho gia đình nó. Nó nói đi ra ngoài cầu Trà Sư này nè, lấy chiếc xe với lấy đồ của nó về. Là nó tự dặn nó chết. Rồi trong nhà hỏi chứ ở bên tuốt bên kia làm sao mà chạy qua kịp. Gửi đầu thì ông cậu nó chạy qua thì nó nhảy đâu mất mẹ à. Cô quay cái tấm hình lại của cũng là trên dưới là mấy tiếng đồng hồ ha. Nhớ không kịp. Không đâu. Còn ở đây cô cho con hỏi cái từ cái anh nó chết rồi có cái những cái thấy những bóng quan hồn nào mà người ta đi ngang đây có kêu hay là có nhát. Mình đâu có ở đây đâu mình biết trời. Mấy người địa phương ở đây cô theo cô á. Cô biết không? Không đâu. Không đâu. Để thấy con sông ít có ghe tàu này khi chạy qua lỡ hang giống như là nó có một cái điểm nữa ha. Có cái điểm báo là chỗ này như chỗ tưởng thần hay không? Sâu không con theo cái sâu. Sâu à, nó không có sâu đâu. Ở chính giữa đó nó có cục đá đó người ta treo cái bảng á. Lên cầu người ta treo cái bảng á. Người ta treo cái bảng là như là nếu mà mình đi ở trên mình đi xuống là mình phải đi cái lòng lạch bên đây. Chứ đi qua đó cục đá bự lắm, nó vướng lên là lủng ghe. Tức là ghe tàu chạy. Ghe tàu chạy bên xuống. Trước khi có những cái sự việc nó diễn ra là ghe tàu nó chạy như bình thường. Cục đá hả? Cục đá ngay đó đó cầu đó. Nó bình thường nhưng mà nhầm người cũng mắc kẹt ở giữa cầu vậy đó. Nó vướng lên cục đá nó mắc kẹt giữa cầu. Ý nói là khách hàng ngày giống như là đi qua đi lại là trước khi những cái sự việc nó xảy ra là bình thường. Nhưng mà trừ khi là nó vừa từ lúc mà xảy ra những cái việc này là người ta ít có qua lại nữa ha. Cũng qua lại vậy ghe xong phương rồi. Bởi vì cái cầu chánh cầu pháo chánh ta làm rồi đó. Vì cái ta chung qua chung lại được người ta đi mà ít ghe gỗ đi lắm. Đi gì đâu? Hả? Cái này đi như thế nào chị? Cái này mình chạy lên đó thì lên kinh Vĩnh Tế mình ra Châu Đốc. Mình về Chi Tôn. Còn mình đi đường này đi xuống thì đi ra kinh. Vậy là cái gì đường voi. Đường này nói liền kinh Vĩnh Tế là kinh Vĩnh Tế khi xưa nó đào lên là chết nhiều người lắm đó chị ơi. Thì nó nấu liền lên nè, nấu liền lên đó. Thôi đem bả lên đi, chùi bả đi. Khu queo à, khu queo sao dứt dịch à, dơ. Sẵn mình rửa luôn đi. Hả? Mình rửa luôn đi. Tắm cho bả rửa luôn mà dơ quá à. Xin bụi đi. Dơ quá. Cho dứt dịch à cha. Cho bóc vô dứt dịch à, dơ. Không phải cái màu. Ở trước còn mặt kiến không? Không. Không, cái miếng kiến bể rồi cưng. Cái giấy hả? Không, cái này miếng kiến mà. Miếng kiến hả? À, miếng kiến không hay là cái gì? Cái hình cũng lại ha cô. Cái hình này tôi thấy những thấy cái vị Phật này chắc có lẽ là ở trên vùng Campuchia này. Nè, có phải kiến không Vịnh nữa nè. Nè, phải kiến không? Không phải kiến. Không có phải kiến, cái này miếng kiến hả? Giấy hả? Giấy. Đúng rồi. Phải giấy không? Bình thường mà Việt Nam mình giấy mà giấy cứng hay gì? Bình thường Việt Nam mình đâu có thờ những cái vị Phật mà nhiều như vậy này, chắc có lẽ là ở Campuchia hay này. Không đâu, mình ở đây chị ở đây thường thường chỉ biết bởi vì bà nó nói mà tới tám bà đặng cái tôi mới nói ông này mới nói nhỏ nãy nói sao vậy? Tấm hình của bà lớn nó ra ni cho mình nghe. Bà ngang bà lớn nè, Út còn bà cao nó bay cao nè mà tôi nói có bà lớn mà sao thờ tới tám bà chứ vậy? Theo ở đây Phật người ta là có một người một tấm hình gì là có một tấm hình vậy à. Chị cũng không có thấy cái tấm hình như vậy từ đó về chị ở đây chị không có thấy chị dạ. Đi khắp xứ nhà đây chị mằng cũng quanh năm suốt tháng cái hình trên là địa tạng cái gì á. Ừ đâu dòm kỹ mà ta tới bữa nay mình mới dòm kỹ cái vụ này nè ha cái vụ trên đây có hả là nhiều vị Phật lắm chứ không phải là tám vị không đâu tám vị chỉ là tượng trưng mà thôi ở dưới đây là bông sen ha. Phải bông sen không đúng rồi đây là từng vị nữa nè ở đây nó nè ở đây nó đẹp phải không địa tạng hả thấy ở đây nữa nè phải không
Mình địa tạng hả? Tại vì chị lo cho dòm bà hạt không, chị đâu có nghĩ như là ở đây. Dạ. Yeah. Đâu có dòm đây, đây nè. Thấy không? Bữa nay mới thấy kỹ à. Chứ mình cũng sợ. Chị không dám xuống dưới đây đâu. Tại vì chị nhẹ muốn vía, chị không có dám xuống đâu đó nghe. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi chị có việc cho về chị thỉnh để lên lại giùm nha chị ha. Vậy cô mua tôi trả lại nha. Mua về là phạt nha. Tôi trả cái tấm hình là tôi trả tấm hình lên để lên bà thờ lỡ tử tế nè, bà phụ hồ chứ độ cho tôi nghe. Con cũng ở hàng xóm ở đây chứ con cũng ở hàng xóm ở đây rồi thấy nhỏ em nó nói rồi cũng mình cũng không biết, mình lỡ mình coi bà coi đi chắc chiều về quá bị gì đồ còn rồi. Dạ rồi kệ đốt cho bà ăn cây nhang đi mà không đốt cho bà đi nha, cho bà ấm đi, mình đem dưới mình nhận nước. Dạ. Mình đem dưới mình rửa bà rồi giờ mình đốt cây nhang đi. Sao cô, vì cái tấm lòng mình chia sẻ cho bà độ mình, không phải mình cố ý phá phách gì cũng không sao. Nó cũng nói gì nè, nó nói chú đó chú cho con 6,5 triệu rồi, rồi cái chú nói gì nè, con tính đi bán vé số, thì chú đó nói là đợt sau lỡ cho tiền con vốn con đi bán vé số. Con lãnh vé số con đi bán. Bạn cho con quán vé số coi có độ không. Con có bán vé số con lên kêu bà mua. Dạ thì miếng đệ nó đây quay lên cũng có được chút ít kinh phí nào sẽ đến đây tìm chị lần thứ hai nữa, rồi chị cũng giúp đỡ mình được phần nào đó hen. Dạ. Rồi là cuối cảm ơn chị và rất nhiều hen. Dạ. Dạ nam mô Phật. Dạ. Cái cảm này chút mấy người kia cũng ấy mua cho nó hay gì nè. Rồi miếng đệ quay lên gì nữa cũng chút kinh phí rồi đó, để cũng liên hệ. Cái gì thấy ở sau hè á, mình giờ mình mỗi lần ta xuống là nó giờ nhiều khi người ta đưa đẩy rồi sao? Trời ơi, ta thấy nó khổ gì đó. Yeah. Ta giúp cho nó, ta đưa đẩy rồi sao trời? Người ta nó dốc này kia nọ tội nghiệp người ta, thấy nó cũng được chứ nó có gì đâu. Nó cũng sợ là ta nói nó dốc này kia rồi nó nói bà đi không, bà đi là đẳng con cho bà coi.